âm nhạc của Việt Nam là chuyện không đơn giản. Khi mà em bắt đầu cất tiếng hát lên thì chị nhận ra là đây là một lựa chọn quá là khôn ngoan. Khi xuất hiện với một cái tượng đài về âm nhạc của Việt Nam thì mình cố gắng khi hóa thân về cô, cái khoảng cách về hình thức nó đừng có xa lắm. You ready? Dù là nhẹ nhàng chỉ đứng hát thôi nhưng mà sao nó giải trí quá. Thà đùng 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 đi chứ còn càng nhẹ càng thấy sợ. Thấy chưa? Cái tiết mục này rất là giải trí. Phải nói là không chỉ giải trí từ giọng hát mà giải trí luôn cả cái dàn dựng, cái biểu diễn. Gương mặt thân quen mùa này có một cái thí sinh như bạn là sức hút rất là tốt. Mỗi khi bạn ấy xuất hiện trên sân khấu thì cái năng lượng là cái quan trọng nhất để thu hút khán giả. Và em có được cái điều đó. Tràn đầy năng lượng, xem rất là mãn nhãn. Hôm nay là một phần thi tốt nhất của em từ đầu đến giờ. Em mong anh về. Lần đầu tiên tôi thấy thí sinh đứng bên MC mà MC sợ cứ né hoài. Chị ơi, chị ơi ngồi đây mình còn sợ mà nói chị MC đứng kế bên chị. Biết sao không?